Em xin chào tất cả mọi người. Sắp đến Tết rồi nên là hàng nhà em về rất là nhiều. Và ngày hôm nay một trong những mặt hàng bán rất chạy của nhà em dịp Tết năm nay đó chính là muối chúa. Các anh có thể nhìn thấy muối chúa được nhà em lựa chọn rất là kỹ từ những con muối chúa rất là to. Nhà em đã ngâm trong rượu nếp Kim Sơn rồi, nên là các anh mua về các anh có thể đổ thêm rượu nhà mình vào để ngâm. Các anh ngâm từ bây giờ đến Tết là các anh đã có một bình rượu muối chúa rất là tốt rồi đấy ạ. Các anh mua hàng ấy thì có thể inbox trực tiếp cho em hoặc là để lại thông tin ở dưới phần bình luận của video này thì em sẽ chủ động liên lạc lại với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.